Thì hôm nay thì chúng ta nghiên cứu cái chương 3 là một số cái phân phối xác suất thường dùng. Thứ nhất là mình đi vào cái phân phối nhị thức. Thì một cái biến ngẫu nhiên x được gọi là có phân phối nhị thức với cái tham số NB. NB thì ở đây là N là số tự nhiên. Đó. Còn B là một cái số thực lớn không nhỏ một. Nếu như cái miền giá trị của cái x là một là từ 0 đến n, chỗ này mình thêm số 0 vô. Số 0. 0 rồi tới 1, 2 nhân dân đến n. Và cái phân phối xác suất của x nó sẽ có công thức như thế này. Tức là xác suất để x nhận giá trị bằng k nó sẽ bằng số tổ hợp chập k của n rồi nhân cho b mũ k nhân cho 1 trừ b mũ n trừ k. Với k chạy từ 0, 1, 2 nhân dân đến n. Thì phân phối nhị thức với tham số NB thì mình ký hiệu là x giống ngã BNB. Thì một biến ngẫu nhiên mà có phân phối nhị thức thì cái biến ngẫu nhiên đó nó chính là cái số lần thành công trong cái quá trình Bernoulli BNB. Thì cái quá trình Bernoulli đó thì các em tham khảo là ở chương 1. Chúng ta xét cái ví dụ như sau. Bây giờ mình xét cái biến ngẫu nhiên x nó có phân phối BNB, n ở đây mình cho bằng 5, b là bằng 0,3. Thì lúc này cái bảng phân phối xác suất nó như thế này. Không, bảng phân phối xác suất nó như thế này. Đấy. Thì mình có thể tính ra được cái bảng này. Tức là ở đây em sẽ nhập cái công thức là xác suất x bằng k này vô nè. Tức là CNK phải không? Ở đây là n bằng 5 thì mình bấm 5 CX. Mình trong máy tính mình bấm là x ha, còn chỗ này mình ghi chữ k nè. Rồi nhân cho 0,3 mũ x. Rồi cái này 1 trừ b, 1 trừ b là bằng 0,7 luôn, mình bấm 0,7 luôn. 0,7 mũ 5 trừ x. 5 trừ x 5 trừ k đó. Bây giờ mình sẽ call nè, call giá trị đầu tiên là nhận giá trị 0 nè. Call x bằng 0. Thì cái giá trị nó là xác suất của nó là 0,16007, làm tròn lên là 0,1681, 16807 làm tròn 1681. Bây giờ mình coi x bằng 1 ha, x 1 thì giá trị nó là số này là 0,36015, làm tròn là 0,3602. À, tương tự như vậy thì mình sẽ call giá trị 2 nè. À. Rồi nó ra 0,3087 và call giá trị x bằng 3 thì nó ra là 0,1323. Rồi call giá trị 4 x bằng 4. À, thì nó ra là 0,02835. Làm tròn là 0,0284 không? Và cuối cùng là với x bằng 5. X bằng 5 thì mình ra được cái số này. Là nó ra là 0,0024 ha. Ở đây nó ghi là 2,43 nhân mùn mũ trừ 3. Đấy. Thì đây là cái bảng phân phối xác suất. Và nếu như mà mình vẽ cái bảng phân phối xác vẽ vẽ cái đồ thị của cái bảng này lên trên Excel đó thì nó được cái đồ thị như thế này. Mình thấy x bằng 0 nè, cái giá trị nó là 0, trên 0,15 0,16 không. Còn chỗ này là x bằng 1. X bằng 1 là ra 3,0036. Đấy thì em nhìn lên cái bảng em thấy cái chỗ x bằng 1 này nó là cái xác suất nó cao nhất không. Đấy. Thì cái chỗ này x bằng 1 này đó là mình gọi là mod của x. Đấy. Thì mình đảo lại cái công thức của mình đây, đây là cái định nghĩa về phân phối nhị thức với tham số NB. Và trong trường hợp n bằng 1 thì mình gọi là phân phối Bernoulli các em, phân phối Bernoulli BB. Thì mình sẽ có các cái định lý như sau, định lý 1. 3.1 là nếu x y là hai biến ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân phối nhị thức. Tức là cùng cái tham số B nhưng mà tham số n nó khác nhau phải không? Thì khi đó x cộng y cũng có phân phối nhị thức. Với cái tham số n của cái phân phối tổng này đó là nó sẽ bằng là n cộng m. Còn cái tham số B nó giữ nguyên không? Đấy. Và cái hệ quả là nếu như mình có n biến ngẫu nhiên độc lập và nó cùng phân phối Bernoulli
là X1, X2 đến XN nó đều có phân phối Bernoulli hết. Thì khi mình lấy X là tổng của N biến ngẫu nhiên có phân phối Bernoulli này đó, thì nó sẽ được biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với tham số B, tham số NB. Thì thầy nhắc lại là gì? Biến ngẫu nhiên có phân phối Bernoulli thì nó có hai cái giá trị là gì? Cái X1 này nó có phân phối Bernoulli nè, là BB nè, thì nó có cái bảng phân phối như sau: X nhận giá trị 0,1 phải không? 0,1. Rồi cái này là xác suất X1 bằng X nè. Đấy, thì chỗ này xác suất nó là 1 trừ B, còn đây là B. Cho nên là chỗ này đó là nếu mà em tính cái kỳ vọng của X1 thì nó sẽ bằng bằng B. Tức là tại vì em lấy 0 mà nhân cho 1 trừ B phải không? Rồi cộng cho 1 nhân B thì là B. Còn cái phương sai của X1. Phương sai của X1 thì bằng là kỳ vọng của X1 bình phương. Rồi trừ cho là kỳ vọng của X1 tất cả bình phương. Nhưng mà kỳ vọng của X1 bình phương, tức là chỗ này cái không này mình bình phương lên là nhân cái xác suất này bằng không này. Rồi 1 bình phương này nhân cho xác suất này cũng là bằng B này. B và trừ cho EX1 là nó là bằng B, và B bình phương là B bình. Vậy thì nó là B nhân cho 1 trừ B đúng không? Vậy thì nếu mà X1 là biến ngẫu nhiên có phân phối Bernoulli thì cái kỳ vọng của X1 là bằng B và cái phương sai của X1 bằng B nhân 1 trừ B. Đấy. Cho nên mình sử dụng cái này mình sẽ suy ra được cái kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên X. Thì theo cái hệ quả trên đây thì mình thấy là biến ngẫu nhiên X này là nó tổng của N biến ngẫu nhiên độc lập X1, X2 đến XN độc lập, và nó đều có phân phối BB hết. Phân phối Bernoulli á. Phân phối Bernoulli. Như vậy thì cái biến ngẫu nhiên X này nó sẽ là tổng của N biến ngẫu nhiên độc lập và nó đều cùng có phân phối Bernoulli. Và cái kỳ vọng của từng cái biến ngẫu nhiên XY này nó bằng B nè, rồi phương sai nó là B nhân 1 trừ B. Thấy không? Và do đó là mình sẽ sử dụng cái tính chất của kỳ vọng của tổng thì bằng tổng kỳ vọng đó, thì mình sẽ suy ra được cái kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X, tức là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức. Biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức này. Đấy. Và phương sai của biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức là như thế nào? Đấy. Thì em sẽ nhớ không thức hạn thức này. Nó tóm lại là nếu mà X là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức với tham số NB thì cái kỳ vọng của X là bằng N nhân B và phương sai của X là bằng N nhân B nhân Q, với Q bằng 1 trừ B ha. Ngoài ra chúng ta cũng có công thức là mod của X. Mod của X tức là cái chỗ mà X nó cái giá trị của X mà chỗ chỗ đó xác suất nó cao nhất á, không? Xác suất nó cao nhất. Thì công thức của mình nó chính là cái phần nguyên của N cộng 1 nhân B. Mình để dấu móc vuông này có nghĩa là phần nguyên á em, phần nguyên. Thấy không? Lấy ví dụ như là mình có là 3,5 đi. Thì lấy phần nguyên của nó. Phần nguyên của 3,5 là bằng 3. Hoặc là 3,2 đi, 3,2 thì phần nguyên của nó mình để vô cái móc này thì nó bằng 3. Hoặc là 3,9 đi, 3,9 thì phần nguyên nó cũng bằng 3. Thấy không? Vậy thì đây là công thức lấy phần nguyên. Còn cái công thức tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn thì mình có là trong trường hợp mà cái số n khá lớn trong cái phân phối nhị thức này nè, trong phân phối nhị thức này nè, nếu như mình thấy là cái n khá lớn và b nó không quá gần 0 và 1, tức là n nhân b lớn 5, n nhân cho 1 trừ b cũng lớn 5, thì khi đó mình có thể xem cái xác suất x lớn bằng k1 nhỏ bằng k2 nó bằng phi của gì? Phi của k1 k2 trừ nb chia căn bậc 2 của nbq, và trừ cho phi của căn của k1 trừ nb chia căn bậc 2 của nbq. Thì cái này khi mà học với phân phối chuẩn thì mình sẽ nghiên cứu ở công thức này. Ở đây phi nó chính là cái hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn 0,1. Và cái giá trị của hàm phi này em có thể tra ở cái bảng số 1. Còn cái trường hợp thứ hai là nếu như n khá lớn và b gần 0 hoặc 1, tức là nb nhỏ 5 hoặc n nhân q nhỏ 5, thì mình có thể sử dụng cái công thức tính gần đúng như sau, tức là mình xem x này nó có phân phối bó xong. Thì cái phần này thì mình sẽ nói kỹ lại trong cái phần phân phối bó xong. Phân phối bó xong. À, mình sẽ
Còn cái chỗ công thức 3.4 này là nữa mình sẽ nói kỹ lại khi mình học phân phối chuẩn à. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ khảo sát các cái ví dụ à, bây giờ mình lấy cái ví dụ 3.2, mình đọc ví dụ 3.2 nè. Một phân xưởng nó có 10 máy hoạt động độc lập và xác suất để mỗi máy bị hỏng trong một ngày làm việc là 0,1. Và tính xác suất để trong ngày làm việc này có 2 máy hỏng. Không? Và trong ngày làm việc có không quá 3 máy hỏng. Đấy. Thì chỗ này nếu mình gọi x là số máy bị hỏng trong một ngày làm việc thì rõ ràng là x mình sẽ có phân phối nhị thức với tham số n bằng 10 đúng không? N bằng 10 và b bằng 0,1. Đấy. Và xác suất để trong một ngày mà có đúng 2 máy hỏng, tức là mình tính xác suất x bằng 2 đúng không? Xác suất x bằng 2 thì nó sẽ bằng là 10C2. 10C2. 10C2 này. Rồi nhân cho 0,1 mũ 2 thôi. 0,1 mũ 2. Rồi nhân cho là 0,9. Cái này là B là 0,1 phải không? Q là bằng 0,9. 0,9 mũ 8. Đấy, thì bấm máy ra thì được kết quả là 0,1937 nếu mình làm tròn á. Số này nó số lẻ nhiều phải không? Làm tròn. Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ tính cái xác suất để trong một ngày có không quá 3 máy hỏng. Các em sửa chữ này thì thành chữ máy giùm thầy, 3 máy hỏng. 3 máy hỏng. Tức là xác suất là cái số máy hỏng từ 3 trở xuống đúng không? Xác suất để nó có từ 3 máy hỏng trở xuống. Đấy. Thì là mình sẽ dùng cái chức năng tính tổng của cái máy tính này nè. Tức là em bấm shift vô này, với chữ x ấy, thì nó ra tổng nè. Rồi chỗ này đó là 10CX thì em bấm số 10 vô. Shift vô chia và chữ x. Rồi nhân cho 0,1 mũ x không? Mũ x. Rồi nhân cho là 0,9 mũ 10 trừ x. 10 trừ x và cho x chạy từ 0 đến đến 3. Rồi mình được kết quả là 0,9872. 0,9872. Đấy. Thì mình thấy rõ ràng là nó sẽ trong cái biến này đó là nó tập trung xác suất ở ở ba cái giá ba bốn giá trị đầu. Đấy không? Bốn giá trị đầu là cái xác suất nó tới 0,89. Tiếp theo là chúng ta nghiên cứu cái ví dụ số 2, số 3, 3.3. Một máy sản xuất ra một loại sản phẩm với tỷ lệ phế phẩm là B bằng 0,05. Bây giờ cho máy đó sản xuất ra 200 sản phẩm và tìm số phế phẩm trung bình, rồi phương sai của số phế phẩm và số phế phẩm có nhiều khả năng nhất trong các sản phẩm được sản xuất ra. Thì ở đây mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số phế phẩm trong gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ số phế phẩm trong các sản phẩm được được sản xuất ra đó. Được sản xuất ra không? Thì ở đây cái chỗ này mình ghi là được sản xuất ra các sản phẩm được sản xuất ra được sản xuất bình thường được được sản xuất ra. Đấy. Thì ta có là x này nó là biến ngẫu nhiên của phân phối nhị thức với n bằng 200 và b bằng 0,05. Đúng không? Đấy, bây giờ nó yêu cầu là tính số phế phẩm trung bình. Tức là cái kỳ vọng của x á, kỳ vọng của x thì công thức của mình lúc nãy là ex bằng n nhân b đúng không? N của mình là 200 và b bằng 0,05, thế vô 200 nhân 0,05 bằng 10 sản phẩm. Như vậy thì nếu như sản xuất ra 200 sản phẩm thì với cái tỷ lệ phế phẩm như thế này thì trung bình mình sẽ có gặp 10 phế phẩm. Trung bình ha, cái số trung bình đó. Có khi mình gặp nhiều hơn, ít hơn, nhưng số trung bình nó là 10. Và phương sai thì cái công thức mình là phương sai bằng NBQ đúng không? NBQ thì N này là 200, là B là 0,05, còn Q là 1 trừ B tức là bằng 0,95. Thì 99,5. Thì em lưu ý là cái đơn vị của phương sai nó bằng bình phương đơn vị của x nha. Bằng bình phương đơn vị của x. Rồi nó cũng hỏi cái câu là số phế phẩm nhiều khả năng nhất là bao nhiêu? Tức là số phế phẩm mà có trong 200 sản phẩm này
mà nó có xác suất cao nhất, tức là có nhiều khả năng xảy ra nhất. Thì ở đây mình tính mod x nha các em, mod x. Thì mod x ở đây nó sẽ bằng là phần nguyên của n cộng 1 nhân cho b nè. Phần nguyên của n cộng 1 nhân b, thì n của mình nó là cộng 1 là 201 phải không? 201 mà nhân 0,05 thì nó ra 10,05. Mà 10,05 này mình lấy phần nguyên thì nó ra được còn 10. Đấy. Đây là số phế phẩm nhiều khả năng nhất. Và bây giờ mình ở đây là có khi là nó sẽ kêu là số phế phẩm nhiều khả năng nhất và tính xác suất tương ứng nữa. Ví dụ như có bài nó kêu là tính xác suất tương ứng. Đấy, thì xác suất tương ứng tức là xác suất x bằng 10 các em, x 10 mình thế số vô mình tính. Thấy không? Chẳng hạn như chỗ này thì xác suất x bằng 10 nè. Thì mình sẽ bấm coi kết quả nhiêu ha. Thì n nó là 200 phải không? 200 C10. Rồi mới là nhân cho 0,05, b là 0,05 mũ 10. Rồi mới nhân cho 0,95, q là 0,95 á, mũ 200 trừ 10. 200 trừ 10. Tại vì ít mà cao bằng 10 mà. Ra được là 0,128, 1284. Không? Đấy, thì nếu như là chỗ này thường đó là nó sẽ có nó sẽ phát biểu câu là tính số phế phẩm nhiều khả năng nhất và tính xác suất tương ứng, thấy không? Nó hay hỏi như thế. Thì các cái ví dụ còn lại như là 3.4 nè, 3.4, 3.5, 3.6 thì các em có thể tham khảo thêm ở trong tài liệu giùm thầy nha. Đây là cái phân phối nhị thức.